hồi đó tôi cua Harry Won. Đêm thứ ba là tôi cua Harry Won bằng một tô mì sườn nha. Chịu luôn hả anh? Bởi vì con đường đi ngang qua trái tim của người phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bao tử. Ngày đầu tiên anh đẩy nó vô một tiệm đồ nướng gia truyền của người Hoa. Nó ăn xong là mê mẩn. Nhưng vẫn giữ kẻ nghèo. Chảnh lắm, bà Harry mà chảnh lắm. Ngày thứ hai tôi dẫn đi ăn cái lẩu dê được không? Mới đầu tôi hỏi đi ăn lẩu dê, bà nói lẩu dê là cái thứ em ghét nhất. Tôi nói vô, tôi dẫn em đi ăn cái chỗ lẩu dê này, em sẽ thay đổi định nghĩa luôn về lẩu dê. Ăn của tôi đi rồi mà biết lẩu dê nó định nghĩa là làm sao. Nói chuyện này thầy ghét không? Mà lúc đó cũng sợ em. Lẩu ăn tôi nó bỏ mình thiệt á. Dạ. Tôi ăn cái lẩu dê nó xỉu lần hai. Rồi làm sao lần thứ ba mà nó không? Phải dứt độc. Không có vô cái quán mà bình thường được nữa. Đẩy nó vô hẻm. Ăn một tô mì sườn tôi ăn xong đêm thứ ba gục ngã, chịu sao nổi. Đó, rồi đêm thứ tư mới bị chụp hình. Vô lăng tình yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô lăng tình yêu tại TikTok Madison Entertainment.